Xin chào các bạn, như video review trước đây thì tôi đã giới thiệu với các bạn về một dòng máy chiếu mini LED cầm tay của hãng Vivitech là Vivitech Qmi Q3. Thì tiếp theo chúng ta hãy cùng review cái hình ảnh chiếu thực tế và tôi sẽ giới thiệu với các bạn một thêm một số tính năng và những cái đặc điểm nổi bật của dòng máy chiếu này để chúng ta cùng tham khảo và tự lựa chọn xem là có nên mua hay không. Rồi, cô nghe từ đây. Rồi, chào các bạn, tiếp theo là chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến cái menu hiển thị trên dòng máy chiếu Vivitech Q3 này. Thì khi chúng ta bấm menu thì các bạn có thể thấy một điều rằng là cái menu này nó hoàn toàn khác với những cái dòng máy chiếu mini của Vivitech trước đó như là Q5, Q6. Và ở cái lựa chọn ngôn ngữ này thì các bạn có thể thấy được rằng là dòng này nó không có hỗ trợ tiếng Việt. Điều này sẽ gây hơi khó khăn một chút cho những người mà lần đầu tiên sử dụng. Tiếng Anh vẫn là cái ngôn ngữ chính. Và ngoài ra thì có tích hợp thêm tầm khoảng gần 20 các cái loại ngôn ngữ khác nhau. Để điều chỉnh các thông số kỹ thuật khác như là cường độ sáng hoặc là số tung phản, số tung dài thì chúng ta có thể điều chỉnh trong cái mục là display mode resolution. Và cũng như những cái dòng máy chiếu phổ thông thì dòng máy chiếu mini này cũng có tích hợp một cái speaker, tức là một cái loa vừa đủ nghe cho chúng ta sử dụng ở trong những phòng có diện tích vừa và nhỏ. Và đối với Vivitech Qmi Q3 thì cái độ phân giải chuẩn là độ phân giải HD cho nên là khi chúng ta bấm vào menu thì chúng ta có thể thấy được cái tỷ lệ màn hình mặc định vẫn là tỷ lệ 16:9 và máy vẫn hỗ trợ cho chúng ta lựa chọn cái tỷ lệ màn hình là 4:3. Một cái tính năng thú vị chúng ta thấy ở đây đó là dòng máy mini này cho phép chúng ta có thể update cái phần mềm, tức là cái ứng dụng theo máy thông qua cái cổng USB. Thì trong một số trường hợp mà nhà sản xuất có những cái firmware hoặc là những phần mềm mới thì chúng ta có thể download về USB, sau đó chúng ta gắn USB vào và chúng ta update lên. Và cuối cùng là cái mục status cho phép chúng ta có thể xem cái phiên bản phần mềm và các số giờ đã sử dụng trên máy chiếu này. Ở đây các bạn có thể thấy được cái hình ảnh chiếu trực tiếp từ máy chiếu LED Qmi Q3 với độ phân giải HD và độ hệ số tương phản lên đến 5000:1, độ sáng là 500 nm. Thì hình ảnh chiếu ở trong cái môi trường có ít ánh sáng hoặc là ánh sáng vừa thì chúng ta có thể cảm nhận được cái hình ảnh chiếu lên là khá đẹp. Và khi chúng ta có nhu cầu chỉnh chiếu văn bản thì chúng ta cũng có thể để ý rằng là cái dòng này độ phân giải cao cho nên là chỉnh chiếu cái văn bản chúng nó khá là nét. Và như vậy chúng ta đã cùng nhau review thực tế về cái dòng máy chiếu Qmi Q3 này. Các thông số kỹ thuật kèm theo giá bán và những chương trình khuyến mại các bạn có thể tham khảo trên trang web của chúng tôi là vnpc.com.vn. Giá cả có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và những chương trình khuyến mại cũng có thể thay đổi. Các bạn có thể liên hệ với hệ thống nhân viên kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn và báo giá mới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.